Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách nấu chè phai môn vị lá dứa. Món chè phai môn này thì dẻo ngon và cách nấu thì cũng rất là đơn giản. Thì sau đây mình mời các bạn vào cùng xem nha. Rồi để nấu được món chè này thì ở đây mình chuẩn bị là lá dứa tươi. Phần lá dứa này là 15g đó các bạn. Phần này thì mình đã rửa sạch rồi. Và 250g nếp. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần lá dứa ra cho vào máu sinh tố mình xay để lấy cái màu xanh. Và trước khi cho lá dứa vào ngâm phần nếp á, thì phần nếp này mình đã vo thật sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước lá dứa vào đây mình ngâm. Và cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Để khi ngâm phần nếp lên thì nó không có bị răng nát cái phần nếp. Rồi phần này thì mình ngâm khoảng 1 giờ thôi là được rồi. Rồi đối với cái màu lá dứa tự nhiên thì nó rất là nhạt. Nếu như các bạn muốn cái màu được tươi hơn thì các bạn cho một ít tinh dầu lá dứa vào đây nha. Rồi trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái phần nguyên liệu tiếp theo. Mình dùng là 250g nếp á, thì mình nấu với 500g củ môn. Phần củ môn này á, là mình chọn củ môn tím đó các bạn. Và phần này á, thì mình đã sắt sẵn luôn rồi. Và 600ml nước cốt. Và 400g đường cát. 400g đường cát này á, thì chút nữa mình dùng để nấu cái phần nước cốt luôn. Nếu như các bạn mà thích ít ngọt hơn á, thì các bạn cũng có thể là giảm cái lượng đường cát lại nha. Một ống bột thơm hương vani và một muỗng cà phê muối. Mình nấu chè thì cái phần nước cốt mình nấu cho nó hơi mặn mặn á, để khi ăn chè thì nó đỡ cái bị ngán hơn. Và bột bắp, phần bột bắp này thì mình để tạo cái độ sánh dẻo cho cái phần nước cốt. Mình không có bột bắp thì mình dùng bột gạo, bột năng gì cũng được hết nha các bạn. Và sau cùng là một ít lá dứa tươi nữa. Như vậy là nguyên liệu đã xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi hấp chín phần củ môn này trước. Phần củ môn này thì nó rất là dẻo. Mình nấu chung với chè thì củ môn mình nó bị nát ra hết à. Nó không có còn nguyên. Cho nên là mình phải hấp trước nha. Trong thời gian mình nấu củ môn cho chín thì bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nước cốt. Rồi một muỗng cà phê muối thì mình cho vô phần nước cốt này luôn. Còn cái ống bột hương vani này thì chút nữa mình sẽ cho vào sau. Cho trước vào đây là 3 muỗng đường cát. Rồi cái bột bắp này nè các bạn, mình dùng khoảng là 2 muỗng canh. Quậy cho nó loãng lên rồi mình cho vào trong cái phần nước cốt này. Để tạo cái độ sánh cho cái phần nước cốt. Rồi để nấu cái phần nước cốt cho nó sánh mịn á, thì cái phần này mình nấu với mức lửa là vừa vừa thôi nha các bạn. Mức lửa trung bình đó. Mình nấu mà nó sôi bừng lên quá thì cái phần nước cốt mình nó bị bợn á, nó không có được mịn. Khi phần này nó sôi lên nó có độ sánh dẻo rồi. Mình nếm thử cái vị ngọt nó có vừa chưa. Nếu như cảm thấy lạc á, thì mình cho đường vào tiếp. Mình sẽ cho tiếp vào đây là 3 muỗng cà phê đường cát nữa. Và lúc này là cái vị ngọt nó vừa rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Khi tắt bếp xong rồi mình mới cho là cái hương vani vào đây. Phần nếp sau khi đã ngâm được 1 giờ trong cái phần nước lá dứa này rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra. Phần này thì mình đổ ra thôi, mình không cần vo lại. Rồi trước khi nấu phần nếp thì cái phần lá dứa hồi nãy mình chuẩn bị đó, mình rửa sạch, mình cắt ra, mình lót ở dưới đáy son. Để khi nấu phần nếp thì nó không có bị khét ở dưới đáy. Và cái nồi chè mình nó được thơm hơn nữa.
Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cái phần phay môn của mình. Phay môn này mình đã hấp được khoảng là 20 phút. Bây giờ mình dùng cái tăm nhọn mình xuyên qua thử. Lúc này mình xuyên qua cảm thấy nó rất là dễ rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mang cái phần phay môn này ra nấu cùng với phần nếp luôn. Và cái lượng đường còn lại á, thì mình cho vào đây. Mình chảy đều lên trên bề mặt này hết. Và mình nấu với là 1 lít nước. Trong khi nấu nồi chè này thì mình không cần xơi nha các bạn, để cho những cái hạt nếp này nó còn nguyên, nó không có bị nát. Và trong cái phần nếp khi ngâm thì mình đã có cho một ít muối rồi, cho nên là cái nồi chè này mình khỏi cho muối vào đây nha. Nếp này mình ngâm lên thì nấu cũng rất là nhanh chín đó các bạn, khoảng 15 phút là nó chín rồi. Sau khi nấu 15 phút thì mình dở nắp ra mình thử. Thấy những hạt nếp này nó trong lại là nó chín. Còn cái phần nếp này nó chưa có trong mấy, nó còn hơi đục đục đó. Bây giờ mình sẽ nấu tiếp. Mình nấu khi nào mà cái phần nếp này nó nở, nó trong ra là nó chín rồi đó. Rồi tổng cộng sau khi mình đã nấu được là 20 phút rồi, thì cái phần nếp này nó hoàn toàn chín hẳn rồi đó các bạn. Lúc này cái phần nếp nó nở ra và nó trong đi nè. Bây giờ mình sẽ trộn lên và vớt những cái lá dứa này ra. Sau khi cái phần lá dứa này mình đã vớt ra hết rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp được rồi đó. Rồi cái phần nồi chè này thì mình nấu ra những cái hạt nếp này nó còn nguyên nè, nó không có bị nát. Và phần của môn nó cũng không có bị rã nát cả nữa. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra chén mình dùng thôi. Cái chè này thì ăn rất là dẻo thơm. Phần của môn thì nó còn nguyên, nó không có bị nát. Khi ăn thì mình chan cái phần nước cốt này lên. Cái phần nước cốt thì nó hơi có cái vị mặn. Khi ăn thì mình trộn lẫn cái phần chè và phần nước cốt lại với nhau. Rồi cái phần của môn này nó dẻo mềm nhưng nó không có bị rã. Ăn của môn thì nó béo bùi bùi. Và cái phần nếp thì nó dẻo ngọt và thơm cái mùi lá dứa, cộng với vị béo của nước cốt nữa. Ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Và như vậy là cách nấu chè phay môn vị lá dứa của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.